Hello anh em à, chào mừng anh em mình đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Hoàng Cắt. Tiếp tục cái chung mục về máy hàng mic đó, thì bây giờ Hiếu sẽ review cho anh em mình một cái dòng máy mic 270 amp. Dòng này thì điểm đặc biệt của cái dòng máy mic này á, thì anh em mình sẽ nhìn thấy này, phía trước mắt anh em mình đây là một cái bộ máy mic 270 amp, và kèm theo đó là một cái đầu rời đó, cái đầu cắp rời anh em ha. Đó, không cần phải cắp cái cuộn dây này vào máy nữa, mình sẽ sử dụng một cái đầu cắp rời để anh em mình khi mà hàng kết cấu thép á, hàng những cái sắt dày, hoặc là rồi xong rồi anh em mình cần di chuyển xa từ đầu này sang đầu kia á, thì anh em mình sẽ sử dụng cái đầu cắp rời nè. Thì anh em mình chỉ cần kéo cái đầu cắp rời này đi là dây nó sẽ đi, chứ không cần phải xách thêm cái máy đi cho nó rất là cực ha. Đó, thì cái bộ này nó rất là tiện lợi cho anh em mình hàng những cái vị trí mà nó xa đó. Rồi, trước mắt anh em mình sẽ nhìn kỹ hơn một tí ha, anh em mình cùng xem. Đây là cái máy của nó. Bộ này thì anh em mình sẽ có nha. Đây là màn hình hiển thị của nó là ampe và volt. Sau đó mình sẽ có tương ứng với lại ba cái nút điều chỉnh. Đây là cái nút điều chỉnh volt. Cái nút điều chỉnh bên này là nút điều chỉnh ampe. Còn cái nút này là cái nút điều chỉnh vòng xoắn. Anh em nếu mà thấy cái vòng xoắn này không? Thì vòng xoắn này để điều chỉnh cái khi mà cái mối hàng của anh em mình xoắn nó muốn xoắn nó bự lên á. Anh em xoắn bự thì mình muốn nó ngấu thì mình sẽ điều chỉnh cái nút này hơn. Rồi, cái nút volt đó là cái nút điều chỉnh dây. Còn cái nút ampe là cái nút mình anh em mình sẽ điều chỉnh lửa ha. Đó, anh em thấy không? Lửa hàng sẽ tăng nè. Nó tăng lên tối đa là 270 nè, anh em thấy không? Đó, thì cái nút ampe này mình sẽ chỉnh lửa, còn cái nút volt này mình sẽ chỉnh dây. Rồi. Chế độ của nó anh em nhìn thấy cái đèn báo nguồn, đèn báo sự cố. Còn chế độ của nó anh em sẽ có hai chế độ 2 thì và chế độ 4 thì. 2 thì là chế độ hàng tự mình hàng, anh em mình sẽ bóp cò và hàng và tùy mình điều chỉnh. Còn cái chế độ 4 thì là nó sẽ tự động kéo luôn. Anh em mình bóp cò hàng là sẽ tự động kéo. Là lúc đó là anh em mình không cần phải hàng nữa, chỉ cần rê súng là nó sẽ tự động nó kéo anh em đi một đường dài luôn. Đó là chế độ của nó. Tiếp theo thì bộ này anh em sẽ sử dụng được dây 1 ly và 0.8. Đó. Bộ này thì hai chế độ mic và que, nhưng mà thông thường anh em mình đều sử dụng chế độ hàng mic. Không ai sử dụng con mic cáp rời này để hàng que hết. Với cái này là nút công tắc 3 tầng thì anh em mình sẽ kiểm tra khí và dây ra nhanh ha. Đó, rồi. Mình sẽ khi mình xài anh em mình sẽ để chế độ ở giữa. Đó. Công tắc này công tắc 3 tầng. Rồi, tương ứng với nó thì dưới này anh em sẽ có một cái bộ điều khiển cáp rời. Đó, bộ điều khiển cáp rời của nó. Bộ này nó sẽ gắn liền với lại cái đầu rời, và cái đây là kẹp mát. Anh em thấy không? Ba cái sợi điều khiển này nó sẽ về đây. Nó sẽ về bộ cáp rời này. Đó, cái bộ cáp rời này thì anh em mình sẽ nhìn thấy này. Nó sẽ có tương ứng với cái máy như ban đầu là anh em mình sẽ có là nút ampe và nút volt tương ứng với nhau. Đó là cái đầu cáp của nó ha. Rồi, cái cuộn dây thì mình sẽ cắt trực tiếp vào cái đầu rời luôn. Anh em mình di chuyển đi rất là dễ ha, là tiện, gọn nhẹ. Cái súng hàng mic thì anh em mình sẽ cắp lên phía trước. Bộ này thì anh em mình sẽ có thể sử dụng cái dây súng 3m và dây súng 5m. Rồi, tiếp theo thì phía sau nó anh em thấy không? Cái bộ dây điều khiển từ máy mà tới cái đầu cáp rồi á, thì anh em mình sẽ có là nó sẽ dài tối đa của nó là 5m. Theo máy của nó là dài, cái bộ này anh em sẽ dài 5m. Thì mình kéo cái đầu rùa đi là nó cắt cái máy và cái đầu rùa là cách là 5m. Khi đó thì anh em mình sẽ sử dụng một cái súng mít nữa là 5m nữa là chọn bộ của nó là 10m. Nếu như mà anh em mình muốn đầu cắp rồi nó dài thời gian hơn á, thì mình có thể làm thêm cái này, anh em mình có thể làm thêm dài hơn, không có vấn đề gì hết. Rồi đó, thì sơ máy như vậy. Bộ này thì khi mà anh em mình sử dụng á, thì sẽ sử dụng cái cuộn dây đồng mình để hàng. Thứ nhất là cuộn dây đồng, thứ hai là anh em mình cần một cái sợi dây dẫn khí cắp vào từ cái bình khí CO2 ha. Mít thì anh em mình sẽ sử dụng khí CO2 để hàng, kèm theo đó là có một cái đồng hồ dẫn khí trên bên trên. Rồi, thì cái này lắp ráp cũng khá là đơn giản, thì Hiếu cũng đã lắp ráp sẵn cho anh em mình rồi. Thì bây giờ Hiếu sẽ test cho anh em mình coi cái tính năng của nó như thế nào ha. Đó. Rồi đây. Giờ mình sẽ điều chỉnh anh em ha. Hiện tại mình đang hàng chính sách mỏng thì nó rất là mạnh. Lửa rất là mạnh. Mình sẽ điều chỉnh ampe và volt nó phù hợp. Đó, anh em thấy không? Cái máy hàng mic á thì bắt buộc anh em mình sẽ chỉnh làm sao cho nó nghe cái tiếng hàng nó rất là giòn. Vì khi đó là cái lửa nó phù hợp rồi. Lửa nó dây ra nghe tiếng nó giòn là được ha. Ví dụ như này. Đó, anh em thấy không? Ví dụ như cái tiếng hàng nó như này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh mình hàng lên trên cái miếng dày này xem ha. Đó,
này thì nó là 834 ly, thì anh em mình hàng nó sẽ ngấu rất sâu. Rồi mình có thể điều chỉnh lửa to hơn, anh em mình điều chỉnh lửa to hơn thì nó sẽ ngấu sâu xuống ha, không có gì hết. Đây nút chỉnh này là nút chỉnh volt và ampere. Đây nút chỉnh dây, nút chỉnh dây này nó sẽ kết hợp với nút chỉnh dây bên này, anh em mình sẽ điều chỉnh ở đây. Rồi khi anh em mình chỉnh lửa ở tốc độ nó tầm 120 đi, thì khi đó thì mình sẽ tương ứng với cái nút điều khiển ở đây đó, nghe thấy không? Xuống này nó sẽ bị xoay lại này. Ở đây là xuống đây là anh em mình thấy này, lúc này là chỉnh dây này, anh em mình sẽ kết hợp để chỉnh ha. Đó rồi bây giờ mình sẽ hàng sâu một chút ha, tăng dòng hàng lên xíu ha. Dòng hàng hiện tại mình đang để là 150 160 đi. Khi mà anh em điều chỉnh nó nghe tiếng e vậy được ha. Đấy, khi mà tăng dòng hàng lên thì cái độ ngấu của nó sâu hơn nè. Rồi cái bộ mít đầu rồi nè thì anh em mình chủ yếu là đi hàng kết cấu thép, hàng những cái vật liệu mà nó dày, rồi cần cái đầu rồi nó dây nó dài để anh em mình di chuyển trong cái công trình của mình á. Đó thì anh em mình sẽ sử dụng cái bộ mít 270 của Fuji, dòng này đầu cấp rồi, anh em mình sẽ rất là tiện trong cái vấn đề mà anh em mình làm và di chuyển những cái công trình mà nó xa, anh em mình di chuyển nó dễ hơn ha. Đó. Anh em mình đang xem kênh thì hãy cho Hiếu một lượt like, một đăng ký kênh ha. Rồi anh em mình quan tâm thì có thể liên hệ với Hiếu qua số điện thoại 0779 381 391 để trao đổi trực tiếp về cái dòng máy mít đầu rời 270 này ha. Đó thì tùy vào cái công việc của anh em mình, hàng sắt mỏng hay sắt dày, dày bao nhiêu ly thì mình sẽ chọn cái dòng đầu cấp rời cho nó phù hợp. Mà video lần này thì Hiếu sẽ giới thiệu anh em mình cái dòng mít 270, còn có thể là có những cái dòng mít to hơn tí vẫn là đầu cấp rời, nhưng mà anh em có thể sử dụng cái dòng mít là 350 hoặc là 500, thì tùy vào cái vật liệu anh em mình, hàng dày hay mỏng đó. Rồi video này Hiếu đến đây là hết, anh em mình hẹn gặp lại anh em mình trong cái clip tiếp theo ha.